Xin chào toàn thể anh em, quay lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ dụng cụ để anh em đi chơi trong những ngày lễ, ngày Tết cổ truyền sắp tới. Đó, đây là cái bộ bầu cua báo rung 6 mặt nha anh em. Đây, nó không mất thời gian của anh em nên giới thiệu luôn nè. Đây, đây là bộ bầu cua báo rung 6 mặt. Cái bộ này á là có tang nha. Nói chung mà thích hợp cho anh em chơi những cái sâm nào nhỏ, sâm nào dễ thôi. Chứ sâm lớn, sâm khó là không chơi được. Tại vì mình lúc mình chơi sâm mình bóc á, bóc ra thì trong đây có con chip nhỏ, cái chip nhỏ trong này nó có tang. Đó, nói để cho mình nói để cho anh em biết. Đó. Còn nhìn bề ngoài á là hoàn toàn không biết được. Cho dù có cầm lên cũng không biết được cái nào và cái nào đâu. Mình làm rất là chuẩn. Độ nảy nó này giống hộp chợ 100% nha. Này đây cái hộp mình làm này, đây hộp chợ này. Không? Rất là dễ. Đây rất là chúng mình rất là ok. Chỗ anh em á chơi cái hộp nào á thì cứ đặt hàng bên cơ sở của tôi. Đó. Hộp giấy, hộp sứ gì đó. Ở đây thì tôi làm ở trên cái đây hộp shop. Chỗ anh em chơi cái hộp nào thì cứ mang cái hộp đó qua chỗ cơ sở của tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Đó, khi đi chơi á thì anh em luồn được cái bộ hộp này vào. Cái bộ hộp này thì mình làm trên một hộp thôi, nhưng mà làm cho giống á, để cho giống thì ví dụ như cái chỗ anh em chơi cái hộp nào á thì nếu mà giống cái hộp này á thì chỉ anh em chỉ cần đi luồn một hộp vào là chơi được. Còn nếu không giống á thì phải luồn cả ba cho nó đủ bộ nha, chứ không phải là chơi một hộp xốp rồi lấy hai hộp giấy thì không được, đúng không? Đó, còn đi chơi thì mình luồn cái bộ này, hộp này vào. Còn cái cục rung này á thì mình bật lên đây nè, bật lên rồi mình để trong người, để chỗ nào kín đáo và anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó là ok. Và hơn nữa là anh em phải để cái cục rung này nè là nó theo cái hướng là hướng cái đĩa anh em chơi. Cục rung này thì khoảng cách bắt xa là từ 5-6 mét là khoảng cách thì ok rồi. Nhưng mà để chuẩn xác hơn á là anh em đi chơi á là anh em giấu ở phía trước người, chứ đừng để ở phía sau người là nó bị cản cái thân hình của anh em á, thân người của anh em là nó bắt sóng không còn chuẩn nữa. Ví dụ như để thế này á là ở dưới cái đĩa là bắt cũng không được rồi, đúng không? Ở dưới cái đĩa này nó bắt không được là nó sóng nó không có chuẩn, là nó qua cái đĩa này là đĩa nó bằng nhôm á là cái sóng nó không còn ok nữa, không còn chính xác nữa. Khi anh em đi chơi á là anh em để ở phía trước người, để cái túi trước hay là cái gì nói chung là phía mặt trước người, cái mặt cái hướng á, cái hộp cái cục này á, cái cục rung này á là khoảng cách bắt gần nhất so với cái hộp bộ này. Có nghĩa là anh em giấu ở phía trước người á, không được để ở phía sau, để phía sau là nó bắt không có được, nó không có chuẩn đâu, nó báo không có chính xác cho anh em, đúng không? Đó. Còn cái nhịp rung á thì anh em cứ lúc mà anh em mua là bên cơ sở tôi test kỹ cho anh em, chỉ cho anh em nó rung như thế nào là biết mặt con gì. Cái bộ này là khóa tần sóng nha, không phải là cái cục rung nào cũng như nhau đâu nha anh em. Đó, cái bộ này là đi với cái cục này thôi, là nói chung là mỗi cái bộ này là đi với một cục này đó, chứ không phải là cái cục nào nó cũng giống nhau, nên em cứ lưu ý cái điều đó. Còn cái hàng bên tôi, cơ sở của tôi á là nó rất là ok, rất là chuẩn. Anh em mua cái bộ này về á là chơi trong vòng 10 ngày nửa tháng mới hết pin nha. Pin rất là lâu, pin rất là trâu. Đúng không? Pin rất là trâu. Anh em chơi gần 10 ngày nửa tháng á là mới hết pin. Cái pin cục pin này á là pin máy lạnh. Là anh em hết là cứ thay được. À, thấy không? Pin sử dụng pin remote máy lạnh nên là hết pin là anh em có thể thay được. Còn cái pin này á, pin ở trong cái con chip trong này á
thì một là anh em có thể bóc ra, mà bóc ra sợ anh em làm nó không có khéo á thì nó chơi anh em chơi nó không có chuẩn. Còn còn anh em muốn yên tâm hơn á thì khi mà anh em hết pin á thì cứ gửi qua cho cơ sở của tôi sẽ thay pin cho anh em, tôi chỉ tính tiền pin thôi, đúng không? Đó rất là dễ cho anh em. Đây cơ sở của tôi thì ở bến xe miền Tây á, anh em nào ở miền Tây thì có thể lên trực tiếp với cơ sở của tôi để tham quan, tìm hiểu và mua hàng và test hàng cụ thể đó luôn, đúng không? Đó. Ở trên mạng bây giờ em nó cái tôi nói anh em luôn là ở trên mạng bây giờ nó có bán mấy cái thuốc nước chấm đi ong á, nước chấm đi ong là cái đó không dùng được nha anh em, tôi cam đoan với anh em là như vậy. Làm gì có chuyện mà nước chấm vô đây, mình chà vô tay như này, chấm vào này là mình biết được là báo rung 6 mặt được. Anh em nào mà mua được cái hộp đó, mua được cái bộ đó mà chơi được á, nước chấm đó mà chấm vào đây là chơi được á, báo rung 6 mặt á, là bán cho cơ sở của tôi là tôi sẽ mua gấp 20 lần cái số tiền anh em mua. Cam đoan với em là không có cái đó. Ở bên tôi là vẫn có cái dòng bầu cua ba không tan nha, nói chung là bóc ra không tan là cái đó là có chứ không phải là không, nhưng mà không có chuyện mà chấm nước vào đâu. Bên tôi là vẫn có, anh em nào cần thì bên tôi vẫn có bán cái đó, nhưng mà bảo đảm với anh em là dùng được, nhưng mà không phải báo rung 6 mặt mà chỉ có một mặt thôi, đúng không? Ví dụ như mặt mặt gà này thôi là biết chắc chắn là có con gà, là còn nó không có mặt mặt khác. Ví dụ như là ba hộp này á là cái là nó có con gà là chắc chắn là có gà thôi, chứ không có cái chuyện mà báo báo rung mà 6 mặt được. Ví dụ như bầu cua tôm cá gà nai mà biết được là như vậy là không có, cái chuyện đó không có. Rồi quay trở lại cái chủ đề hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách chơi này, cách chơi của cái hộp này nha. Cái hộp này á thì anh em đi chơi thì có cái này rồi, thì anh em bật cái này lên này, tôi sẽ test thử với anh em này, đúng không? Anh em đi chơi á thì cái bộ này là mình dùng được cái này vào rồi, còn thau đĩa là cái này kia của người ta hết vẫn ok, đúng không? Thì tôi sẽ bật lên thử này. Ví dụ như đây là giờ nó rung một dài á là con bầu, hai hai dài á là con cua, một dài á là mà phải một ngắn á là con cá, hai ngắn á là con gà, một dài một ngắn á là con nai, và không rung á là con tôm đó. Cái công thức rung á thì khi nào anh em mua á, thì bên tôi á có nhân viên test kỹ cho anh em dùng được thì lấy, đúng không? Đó, giờ đây tôi thử này là cái cục này là anh em đi chơi là giấu với người, giờ tôi thử tôi để trên này để cho anh em cảm nhận nè. Mà anh để này, anh bà để này nó kêu to hơn nè. Không rung nha, không rung là có con tôm này, chắc chắn là có tôm này, không đây có tôm này không, rất là chính xác nha anh em, không không rung là có tôm nữa, hai con tôm luôn, không sức mạnh này, sức mạnh rất nhẹ không quan trọng nha. Một ngắn là con có con cá. Ừ, cái đây nhìn nó rung, nó để mình cầm bên tay đi, cái đây để nó cảm nhận được. Một dài là có con bầu, không rất là chuẩn xác nha anh em. Để trên đây nó kêu không có, mình không có nghe được, mình cầm bên tay là cảm nhận nè. Một ngắn là có con cá, không rất là chính xác cho anh em nè, không nên em thấy không, rất là ok, tỷ lệ trúng là 100%. Một ngắn là có con cá luôn, không đây cá nè, rất là chính xác. Làm thêm hai ván nữa nè, một ngắn nữa có cá nữa. À, một ngắn một dài đây, xin lỗi anh em, cái cảm nhận ở đây là nó còn không được chính xác nữa, nói chi đó chấp nhận mình sai. Là trên mạng bây giờ nó quảng cáo cái nước chấm đó mà trúng 100% là chuyện đó là không có rồi, thấy không?
cái chip ở đây nó còn không ăn thua ai nữa, rồi chấm nước sao mà biết được. Hai ngắn là có con gà không? Rất là chính xác nè. Rồi anh em nào có nhu cầu á thì cứ liên hệ cho tôi theo cái số điện thoại trên màn hình 079 791 43, hoặc ghé thăm trực tiếp cái cơ sở của tôi ở 399 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung mà gần bến xe miền Tây á, anh em nào ở miền Tây cứ lên cứ ghé trực tiếp cái cơ sở của tôi, sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho anh em để anh em mua hàng, trang bị cho mình những cái hiểu biết về những cái món đồ chơi công nghệ mới nhất hiện nay. Rồi xin cảm ơn anh em đã xem video. Chào tạm biệt anh em.